trường vậy? Xong rồi gặp mẹ cái chồng kiểu cũng chưa biết cách giới thiệu đây là bạn gái của con hay sao đó. Cái xong cái chồng con, xong mẹ nhìn con phải làm nghiêm. Dạ chào cô. Tảo à, nhiều khi chồng của em chạy mà chạy nhanh á, mà bình thường em gái mà em điệu em hay nói lông mi lắm. Xong rồi bay hàng lông mi nó bay vậy nè. Chào Lê Lộc. Dạ. Ủa mẹ dắt tới mẹ đây em hát một mình hả Mia? Dạ, không có, em đi chương trình mẹ chồng nàng dâu. À, dạ. Xong rồi mẹ chồng anh đâu? Hôm nay mẹ em có lịch đi phượt á. À, không biết giờ về tới chưa. Ủa? Dạ thì mình ngồi chơi xíu, chừng nào mẹ về tới thì nói chuyện với mẹ ha. Dạ. À, rồi. Ủa? Em ngồi trước đi nha. Dạ, dạ xin mời chị. Ngồi trước đi. Thôi kệ mình nói chuyện với nàng dâu chứ. Ừ. Dạ nói thường lại thì chạy xe vô phim trường vậy? Dạ, dạ mẹ em. Trời ơi. Trời ơi. Cô ơi cô. Wow. Trời ơi hết hồn luôn á. Hết hồn thiệt hả? Dạ, dạ đại ca, ơi, đại, đại, đại ca em á. Idol của mình hết hồn. Ngại trời quá ơi, lần đầu tiên thấy mẹ chồng xì tim dễ sợ luôn. Trời ơi, con chào cô ạ. À. Dạ, trời ơi, chiếc xe Linh mê mẩn luôn á. Dạ, chất luôn á. Xin chào dạ. Người mẹ chồng ấn tượng nhất của mẹ chồng làng dâu. Idol của mình. À, dạ, cảm ơn cô. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô. Rồi, mời cô dạ, con xin mời cô ạ. Xin chào mọi người. Xin chào khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. À, xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC. Chào mẹ chồng xì tim nhất, ấn tượng nhất. Chào con. Mẹ khỏe không? Khỏe. Mẹ khỏe không? Mẹ mới đi phượt về hả? Con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa mới có 62 à anh. Dạ có nhiêu đó? 26 à anh. Ôi sao mà trẻ dữ vậy? Dạ, trẻ hơn Quyền Linh luôn. Chú còn chưa chạy được xe đó nữa đó con. Dạ. Trời ơi. Bữa nào mình tập cho. À. Training sẵn sàng. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. À, em là Mia, à, là ca sĩ tự do và đây là mẹ chồng của em, mẹ Hồng. Dạ. Dạ xin mời cô ạ. À. Mình là tên đầy đủ là Trần Phan Thu Hồng. Dạ. Dạ. Mình có 3 đứa con trai, mình lại được lời thêm 2 đứa con gái là dâu cả và dâu út. Quê mình ở đâu vậy nhỉ? Quê mình miền Tây. Tây là? Miền Tây là ở Sa Đéc, Đồng Tháp anh. Chợ, dạ. Làng hoa lớn nhất Việt Nam đó. Dạ. Sa Đéc, Đồng Tháp. Cái ngày đầu tiên á mà mình gặp cô con dâu này đó. Dạ. Mình ấn tượng điều gì? Ấn tượng là cô ấy đẹp. Dạ. Cô ấy có cá tính. Dạ. Cách đây 3 năm, con trai của mình đó là Triệu Vương, ở nhà hay gọi là Đì Đen. Thì nó cũng chơi dạ, mô tô. Dạ, cũng hơi đen. Dạ. Biết rằng con trai mình có bạn gái, có trước đó có bạn gái lâu rồi, nhưng mà đến khoảng 3 năm thì mình biết là cái bạn gái này sâu nặng hơn bạn gái khác. Hỏi con trai như vậy là mẹ đó thì là không cần con dâu đẹp, mẹ chỉ cần người ấy của con là biết thương yêu con bằng tấm chân tình và phải có hiếu. Mình phải có hiếu là đặt ra tiêu chí đầu tiên, và nhất là mẹ cần là người ấy của con phải hiền. Thì lúc chắc không lúc thì mà con cười. Con cười mà nó hiền giả đó giờ là cô thấy là chị có hiền không cô? Rồi đôi khi nó cũng dữ. Sau đó thì mình chỉ đưa ra cái lời khuyên thôi để cho các con nó tự bay bằng đôi cánh của nó. Thì Dương mới nói lời với chị đó là hai tiêu chuẩn trên á là đẹp và có hiếu là ok đó mẹ. Còn con á thì về vấn đề hiền á, con chỉ thích con gái mà hơi dữ dữ xíu và có cá tính. Thì bây giờ là Mia với lại con trai mình cưới được hơn 1 năm rồi. Yeah. Thì mình thấy là con trai mình nói đúng. Chị thì sao nhỉ? Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm thấy lo sợ điều gì không? Lúc đó giống như là mới quen chồng được có, chồng con được có 1 tháng thôi, là tình cảm chưa được sâu nặng lắm. Thì cũng dẫn đi gặp mẹ, mà trong cái đợt đó là cái tour đang đi mô tô chơi chung với mọi người á. Xong rồi gặp mẹ cái chồng kiểu cũng chưa biết cách giới thiệu đây là bạn gái của con hay sao đó. Cái xong cái chồng con, xong mẹ nhìn con.
Mình phải làm nghiêm. Dạ chào cô. Tỏ vẻ là giật mình đúng không? Mặt mẹ sợ quá. Quá khó quá. Giờ sao ta? Rồi cũng lạng lạng vòng 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 rồi mất tiêu luôn. Con lưỡi 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 không đi mất tiêu luôn. Giờ biết tính chắc lo giỡn á. Dạ phải làm mặt thì vậy thôi nhưng mà tính tình rất là con người này rất là cởi mở nha. Dạ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau đó khi mà làm dâu, dạ, thì sao? Với con trai mình thì mình ra những tiêu chí như thế. Rồi với con dâu thì lúc nào mình cũng muốn con dâu mình với tâm thế là con gái của mình. Con suốt đời làm dâu của mẹ nha. Dạ. Nhưng mà với tâm thế là con gái của mình. Nhưng mà về cô ca sĩ này có nấu thì cơm nấu nước giặt có giũ anh gì không? Chắc là nàng ấy cũng muốn tạo cái ấn tượng với mẹ chồng, cũng dễ thương lắm. Tới nhà thì cũng bay vô làm bếp rồi cũng dọn dẹp. Nhưng mà lúc đó là chị nhớ là chị đã cắt hết. Chị nói không, con không phải làm gì hết á, cái đó mẹ làm được, con cứ thoải mái đi, không có gì là phải lo lắng hết á. Thành ra là chị thì không khe cái đó. Cái chuyện mà làm dâu phải phục vụ mẹ chồng này kia nọ thì hình như là chị không thích lắm. Tại vì tại sao phải như vậy? Nói mình cứ thoải mái cho các con mình đi. Tại vì á, hai vợ chồng của em là sống riêng nhà, không có sống với mẹ. Thì lâu lâu mà có qua chơi với mẹ em cũng nhào vô phụ này kia mà. Không cho. Nó là không cho. Em cũng kiểu như cũng sợ rồi lỡ mà mình khoái không. Dạ. Cũng hơi khoái mà. Nhưng mà cũng sợ là sợ tự nhiên giờ mình ỷ y quá, để cho mẹ làm thì cũng kỳ quá, con cái bất hiếu. Nên là em cũng phải nhào vô nhưng mà không cho. Nhưng mà rồi nếu mà ở xa nhau quá thì có tiện cho việc quan tâm hỏi han chăm sóc không chị? Nói ngay là nhà của cô á với dạ, lại nhà của Mia thì cách nhau có 800m thôi. Cũng gần. Dạ. Đó, thành ra bên Mia thì có hai chị em thôi. Dạ. Mà nhà chính của Mia thì ở Vĩnh Long. Dạ. Nhà có ở trên đây thì cô cũng tạo điều kiện đây có nhà riêng hết rồi. Dạ. Cô thì có ba đứa con trai, thì trai đầu với trai út là Út Vương, đó là chồng Mia, đó là có gia đình, còn đứa giữa thì chưa. Dạ. Đó, thì như vậy cũng đơn giản lắm. Nó thì mỗi lần cứ ra chơi rồi hỏi thăm nhau, rồi thỉnh thoảng này chị cũng chủ động nấu cơm rồi nấu đồ ăn thức uống, kêu mấy em nó đem đồ ăn đồ lấy đồ qua đem về bên đó ăn. Dạ. Dễ thương quá. Dạ. Con trai giữa là nhiêu tuổi rồi? Con trai giữa là sinh năm 94. Út thì là 93. Ủa, em anh giữa là 93, Út 94. Anh nói lộn rồi, hơi lẩm cẩm rồi. Giữa 93 hả? Dạ, giữa 93, chồng em 94. Con 94. Đi xe đó không con? Anh đi làm mai. Đi xe, hả? Đi xe đó về. Gì ước gì? Là về đường chiếc hả cô? Nhà giữa. Sao gặp chị Mia đi. Giờ xong tự nhiên giờ thành chị Lộc. Chị Lộc. Biết đâu mình hôm nay mình nói sự thật sẽ thành sao. Dạ. Biết lâu được. Bữa nào đi phượt với con bữa đi. Sẵn sàng. Nhưng mà ủa chị, vậy là chị có hay đi phượt với mẹ không? Có, nhưng mà ngồi không nổi. Ngồi nửa đường là đứt gánh là đi xe bay về. Ủa vậy hả? Hoặc là đi xe khác về chứ ngồi. Ngồi về mà lắm chân. Ủa sao mẹ chịu nổi hay quá vậy? Chị không hiểu. Đam mê. Nói chung là cũng xin phép chương trình nói thêm chút xíu. Dạ. Tức là mình là nói chung là biker thiết thiệt. Là mình có biết lái xe tải nè, biết lái xe bán tải nè, rồi có niềm đam mê đi rất là nhiều với là xe phân khối lớn, đam mê con đường đó, mà đường Việt Nam mình thì quá đẹp. Linh kế xe chút phải. Lái xe đẹp. Sáng anh ơi. Chào quên luôn mẹ chồng đằng sau. Hai mẹ con thấy là rất là khăng khít và chia sẻ với nhau nhiều luôn á. Điểm chung của hai mẹ con mình là gì chị? Nếu mà nói về sở thích hay là cách ăn mặc thì không có điểm chung. Nhưng mà điểm chung duy nhất đó là mẹ thương con, em thương chồng. Tức là điểm chung là cùng thương một người. Tức là khi mà hai mẹ con gặp nhau là chủ đề là ông kia. Nói về ông kia rồi trang sẻ tình thương, rồi nói chung là chia sẻ về chồng rất là nhiều. Dạ. Còn về ví dụ như là ăn mặc, em thì hay trang điểm chảy chuốt dữ lắm, nhưng mà mẹ em rất là đơn giản. Dạ. Là đi phượt mà. Dạ, rất là đơn giản, cho nên nhiều khi em đi chung với mẹ em có hơi nhín thời gian 10-15 phút để em quệnh cái chân mày rồi con cái ton rồi đó, em ngại lắm tại em sợ mẹ đợi này kia đó. Đó, em cũng muốn làm giống như là lâu lâu mẹ cũng
này kia với em pha son rồi đó, kiểu hai mẹ con chia sẻ với nhau. Đi tiệc đi đâu đó. Dạ. Để em chăm sóc cho mẹ. Thôi để vậy đẹp anh, để tự nhiên đẹp hơn. Vậy mình đẹp sẵn rồi. Đẹp thiệt. Đẹp thiệt mà. Đẹp thiệt. Thật sự là 60 mấy tuổi mà gương mặt nó rất là căng tròn nha. Cảm ơn. Cái thần thái của cô nhìn trẻ lắm cô. Dạ. Nó năng động từ bên trong kìa, không phải bên ngoài đâu. Tóc này là móc lai đó mọi người. Hai lai. Dạ hai lai. Những cái điều gì mà cô thấy chưa hợp với lại con dâu của mình? Hiện giờ là mình chưa thấy điều gì mà chưa hợp. Thì mình chỉ nhắc nhở với lại con dâu đó là mẹ chồng, nàng dâu có ý nghĩa muốn nói lên nó, thường thường nó có một cái khoảng cách hoặc là một cái gì đó mà nàng dâu phải chiều mẹ chồng, hoặc là mẹ chồng thì hồi xưa người ta hay nói là cạnh anh. Dạ. À, con mình đang thương yêu mình, bây giờ phải chia tình thương qua cho cô này nữa, cho vợ nữa. Thì cái đó mình thấy là nó mình phải suy nghĩ lại. Dạ. Tại vì nói về hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn nó không phải như là một cái hữu hạn. Dạ. À, cái niềm vui thì mình nghĩ nó sẽ được nhân đôi, mà cái nỗi buồn nó sẽ được chia nữa. Thành ra con có cái gì vui á cứ tâm sự với má, còn có cái nỗi buồn gì cũng tâm sự. Thằng Vương mà nó có ăn hiếp con á, con cứ nói má. Hai má con mình là một phe. À, quá dữ, có sự bảo kê ha. Nghe chưa chồng. Mẹ em đang Facebook gì nè, sợ vợ mới hạnh phúc nha con. Mẹ em đang Facebook vậy là vợ là đi với con suốt cả con đường cuộc đời, còn mẹ thì đi một đoạn thôi. Đúng rồi. À, thành ra rồi. Là tụi nó vui là mình sẽ vui. Nhưng mà mẹ cũng hơi buồn con gái, con dâu đó. Sao vậy chú? Nó đang đi phượt ngon lạnh, nó xuống nó đi giữa chừng nó đau. Mẹ đau sao mẹ đi được. Dạ. Buồn chứ. Mình phải thông cảm nha. Cố gắng phải ráng đi hết con đường với mẹ chứ. Dạ. Ủa mà cũng đi vậy là mẹ chồng chở chị hay là chồng chở chị? Hiếm khi mẹ chồng chở lắm, thường là chồng chở. À, nhiều khi chồng của em chạy mà chạy nhanh á, mà bình thường em gái mà em điệu em hay nói lông mi lắm. Xong rồi á, bay hàng lông mi nó bay vậy nè. Cái bước tới nơi là coi như hai hàng lông mi nó lên trên đầu luôn. Nhưng mà một thời gian cũng ngắn như thế, giữa mẹ chồng nàng dâu có một cái khoảng cách nào không? Tại vì hai người cũng ở hai nhà khác nhau đó. Dạ, dạ. Thì có khoảng cách nào không? Thì thường hay điện thoại anh, điện thoại qua lời hỏi thăm. Dạ, hôm nay tụi con có gây lộn không? Tại vì mẹ hay hỏi tụi em là bữa nay có gây lộn không con? Ủa vậy là thường hay gây lộn lắm hả cô? Dạ, không có. Tại vì mình ghẹo vậy đó. À, mà có gây lộn thì mới dạ. Thương yêu nhau hơn. Chứ không lẽ đi ra gây lộn với người khác. Thôi dễ thương. Nhưng mà cô ơi, cô còn điểm nào mà chưa hài lòng ở chị không cô? Không, con dâu của mẹ vẫn là như vậy. Dạ. Vẫn hơi bướng bỉnh. Hay có những cái bất như ý với chồng. Dạ. Nhưng mà trên tinh thần là thương yêu nhau. Dạ. Tôn trọng nhau. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Ha. Còn chị gây gỗ chút đỉnh không sao. Vui. Cái hay giữa mẹ chồng nàng dâu này nè, rất là cởi mở. Dạ. Mẹ chồng dễ gần. Dạ. Con dâu dạ. Có thể nói với mẹ chồng, đôi khi nói xin lỗi như một người bạn. Dạ. Có thể giỡn với nhau, có thể đùa với nhau. Đúng. Dạ. Thành ra cái sự gần gũi này, cái sự cởi mở này á, nó khó có cái khoảng cách với nhau và khó có giận nhau. Nếu mà có gì là mẹ chắc nói luôn à, chứ mẹ dạ, đâu chờ đợi đúng, dạ, đúng không? Dạ, đúng. Mình cũng hà nóng lắm á, nóng tính lắm á, làm gì làm liền nói luôn. Dạ nói luôn. À, như vậy nói xong rồi cười hè hè rồi dạ. Nhưng mà chị với mẹ chồng á còn cái điều gì đó e ngại nữa không? Thì giống như là trước đây á là em sống trong gia đình với ba với mẹ là kiểu rất là thân thiết, kiểu ôm hôn tối ôm hôn tụt rồi đi ngủ rồi này kia vậy đó, thì đôi lúc cũng rất là muốn lại ôm hôn mẹ. Đi. Trời ơi. Vâng, ý là lúc từ, mới quen á, từ lúc làm dâu giờ là chưa hôn mẹ đúng không? Có hôn, có hôn, nhưng mà đôi lúc á giống như là tự nhiên chạy lại cái tự nhiên hơi ngại rồi ve về dài xuống ve. Là em hay kêu chồng em phải hôn mẹ, đúng rồi, phải thể hiện tình thương với mẹ. Tại vì nó phải được là hôn đó. Có không kiểu cứ ngại rồi đó. Dạ dạ, thì mai mốt mỗi lần út hôn người phải kêu con dừng. Con Linh nghĩ rằng là câu chuyện ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Một mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại, không phải là mẹ chồng nàng dâu nữa, đó là một người mẹ ruột, con ruột. Yeah. Giống như nãy anh nói là một người bạn với nhau. Chúng ta còn đồng hành nhau cả cuộc đời mà. Không chỉ có 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, một chặng đường còn 20 năm nữa. Nếu chúng ta như thế này, cứ thoải mái, cứ phóng khoáng, cứ chia sẻ thẳng với nhau thì sẽ không có những cái mâu thuẫn nào ta giữ trong lòng cả. Dạ. Chúng ta sẽ đến với những cái sự chia sẻ của chồng Nha nha. À, vậy nữa hả? Vui quá vậy. Để coi nó có nói xấu mình không nha. Nó không dám đâu.
chào mọi người, mình là Vương, là con của mẹ Hồng và là chồng của Mia. Cá nhân mình thì mình cũng không có thấy vợ và mẹ có xích mích gì làm cho mình đau đầu cả. Tại vì hai vợ chồng mình không có sống chung với mẹ. Có những lúc thì vợ cũng hay nhắc nhở mình quan tâm tới mẹ nhiều hơn, gọi điện thoại cho mẹ. Cũng có những lúc là mẹ thường hay gọi mình, rủ mình qua nhà chơi. Nhưng mà nhiều khi do mình tập trung vào công việc nhiều quá nên là dành thời gian nhiều cho công việc, nên là mình cũng hơi lơ là. Nên là cả vợ và mẹ đều giận mình, chứ thực ra thì mẹ và vợ không ai giận nhau hết. Cá nhân Vương thì cũng muốn mẹ và vợ có nhiều sự kết nối hơn. Thực ra thì công việc của vợ cũng đi nhiều, còn mẹ thì cũng vậy, mẹ thường hay đi chơi, đi du lịch cũng chỗ này chỗ kia nhiều, nên là cái khoảng hai cái thời gian đó giữa mẹ và vợ không có khớp nhau, nên là sự gặp mặt của mẹ và vợ cũng không nhiều. Vương cũng mong là sau này mẹ và vợ, ví dụ những lúc mà Vương đi làm hay là những lúc Vương đi công tác xa, thì mẹ và vợ có kết nối với nhau nhiều hơn, để mà tình mẹ và con dâu thì càng ngày thắm thiết hơn. Thì thực sự rất cảm ơn mẹ và vợ đã dành những điều tốt nhất dành cho Vương. Và Vương thực sự cảm ơn hai người phụ nữ của đời mình. Đâu nói xấu gì nói chung là câu chuyện hôm nay rất đẹp. Và mong rằng nó sẽ đẹp, đẹp hoài như thế luôn. Nay thì mẹ có muốn nói gì với mẹ chồng của mình hay không? Con mong muốn là mẹ Tết thời điểm này rồi, điều đầu tiên là giữ sức khỏe. Cảm ơn con. Dạ, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ. Mẹ đừng có suy nghĩ gì hết, tại vì vợ chồng con cũng lớn hết rồi. Thì con mong là mẹ đừng có lo lắng. Tại vì lo lắng là tóc của mình móc lai luôn. Con muốn mẹ thật sự là vui vẻ, hạnh phúc, đi chơi thoải mái. Tại vì mẹ đã làm cả cái thanh xuân của mẹ để nuôi ba anh em, cũng như là cưới hai người con dâu. Cho nên là con mong muốn là bây giờ mẹ hãy dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, để mẹ được hạnh phúc. Mẹ relax ha. Dạ, relax. Cảm ơn con nha. Rồi, mẹ muốn dặn gì con dâu không? Thì như nãy nói rồi, là con dâu là phải thương yêu gia đình vợ của con. Chăm sóc chồng con, không cần chăm sóc mẹ đâu. Không, con thật sự chăm sóc gia đình sóc con mẹ. Là vui vẻ là mẹ sung sướng nhất rồi đó. Dạ. Thì... không, nhưng mà con phải có điều kiện thêm con chút xíu là mai mốt con qua nhà con rửa chén thì mẹ mẹ cho con rửa được không? Không. Con nhỏ luôn cái gì? Tay mẹ rửa là rửa thường rồi, còn con uổng. Đâu có, con nhà con cũng rửa chén mà. Tuyệt vời. Chứ tôi luôn luôn muốn thấy những hình ảnh mẹ chồng nàng dâu như thế. Dạ. Gắn kết như thế, yêu thương như thế. Chúc cho những hình ảnh này nó sẽ mãi mãi như thế nha. Dạ. Cảm ơn. Và dạ, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Nói chung có gì có dĩa thôi. Dạ. Để nhớ mình có tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Dạ. Cảm ơn Linh. Cảm ơn Linh. Dạ. Cảm ơn cô. Xin chào khán giả. Dạ.